Dawn, reborn, but what a splendid word, don't you think? I said to Dawn, my sunrise-watching companion, as I slid the tires of the wheelchair onto the balcony of the hospital room to watch the sunrise for the last time. Imagine being reborn again at this precise moment with all the wisdom gained in the past. My dear Dawn, this is the feeling I have as we idolize the beautiful sunrise before our eyes. You see, for me the meaning of sunrise is more than just a glimpse of the sun on the horizon, it is more than rays of sunshine warming up the weather before going to the beach. Sunrise represents hope. It consists of knowing that after the darkness of the night, light will come out to enlighten no matter what. It is being aware that the tints of dawn in the sky reveal a new beginning for every human being, a new opportunity to improve, knowing that everything that happened yesterday will remain in the past. The sunrise is a symbol that demonstrates to me regardless of how dark the road is, if one is patient, the light will always come. Just seeing you smile is my perfect sunrise, my dear. I knew I didn't need an answer from this wonderful being, a simple smile from those ruby lips with glistening pearls was enough for me. I adore her intense reddish eyes, which during the day are as powerful as fire and just by looking at them they ignite my entire being. Her radiant golden curls, which during the day shine like gold and as the night approaches their color slowly darkens until it loses all its light. I am fascinated by how that radiant hair falls so gracefully to her shoulders, brushing her cheeks every time she moves. She always wears a light blue pearl necklace that looks like the infinite ocean. I never asked its meaning, but the contrast it creates with her skin is extraordinary. It seems as if this necklace was made for this piece of art standing in front of me that captivates my being. My reverie towards this marvelous figure was cut short by a loud knock on the door, indicating that it was time for me to take my medication. Gently moving my eyes, I wanted to say goodbye to Dawn, but when my gaze reached the stool on the balcony, she was already gone. The only thing I was left with was a beautiful view of the sea with waves crashing on the shore. I slowly stretched my throbbing right arm out to the thruster rings to finally start my day. I have been struggling with Guillain-Barré syndrome for 10 months now and gradually I feel my whole body going numb. First my legs started, then the numbness went up little by little, but hope is the last thing that dies. However, I told my doctor that the moment I became totally paralyzed I wanted euthanasia. I am very satisfied with my life, I made the most of my youth and did not waste a second of it. Many people say that there is only one life, but in reality, life is every day, what is only one, is death. With that being said, I can tell my time is coming, I feel the tingling incessantly in all the limbs that are still working. The wheels glide across the smooth floors of the room towards the bathroom, every second I spend in motion I hear the creaking of my bones begging me to give them a rest from all this effort. Over time I learned to appreciate life, even if it is very complicated for someone like me, immobilized. I can't feel my legs, my spine is stiff, my arms are heavy and I can barely move my neck. All I long for at this moment is to be able to stand up and take a peaceful shower without the help of anyone or anything. Without hesitating any longer, I make my last attempt, slide the tires of the chair slowly over the tile floor towards the shower. The tingling in my right arm is unceasingly uncomfortable, but I still manage to turn the handle to feel the scalding water brush my face. The first drops fall slowly on my forehead, slide down my face and fall to the remaining limbs, creating a path where the rest of the water will flow. As I close my eyes, the only thing that comes to my mind is Dawn with those golden curls and haunting eyes. It seems as if her figure was carved by the gods. I lose track of time, B.U. Bình minh tái sinh, nhưng thật là một từ lộng lẫy, bạn không nghĩ sao? Tôi nói với Don, bạn đồng hành ngắm mặt trời mọc của tôi, khi tôi trượt lốp xe lăn lên ban công của phòng bệnh viện để xem mặt trời mọc lần cuối cùng. Hãy tưởng tượng được tái sinh một lần nữa vào thời điểm chính xác này với tất cả sự khôn ngoan đạt được trong quá khứ. Don thân mến, đây là cảm giác mà tôi có khi chúng ta thần tượng mặt trời mọc tuyệt đẹp trước mắt chúng ta. Bạn thấy đấy, đối với tôi ý nghĩa của mặt trời mọc không chỉ là một cái nhìn thoáng qua của mặt trời trên đường chân trời, nó còn hơn là những tia nắng nóng lên thời tiết trước khi ra bãi biển. Mặt trời mọc đại diện cho hope, nó bao gồm việc biết rằng sau bóng tối của đêm, ánh sáng sẽ đi ra để soi sáng bất kể điều gì. Đó là nhận thức được rằng các sắc thái của bình minh trên bầu trời tiết lộ một khởi đầu mới cho mỗi con người, một cơ hội mới để cải thiện, biết rằng tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua sẽ vẫn còn trong quá khứ. Mặt trời mọc là một biểu tượng thể hiện cho tôi bất kể con đường tối như thế nào, nếu một người kiên nhẫn, ánh sáng sẽ luôn đến. Chỉ nhìn thấy bạn nụ cười là bình minh hoàn hảo của tôi thân yêu của tôi.
Tôi biết tôi không cần một câu trả lời từ con người tuyệt vời này, một nụ cười đơn giản từ đôi môi hồng ngọc với ngọc trai lấp lánh là đủ cho tôi. Tôi ngưỡng mộ đôi mắt đỏ mãnh liệt của cô ấy, mà trong ngày cũng mạnh mẽ như lửa và chỉ bằng cách nhìn chúng đốt cháy toàn bộ con người của tôi. Những lọn tóc vàng rạng rỡ của cô, mà trong ngày tỏa sáng như vàng và khi đêm tiếp cận màu sắc của họ từ từ tối cho đến khi nó mất tất cả ánh sáng của nó. Tôi bị cuốn hút bởi mái tóc rạng rỡ đó rơi xuống vai cô ấy một cách duyên dáng, đánh răng má mỗi khi cô ấy di chuyển. Cô ấy luôn đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai xanh nhạt trông giống như đại dương vô tận. Tôi chưa bao giờ hỏi ý nghĩa của nó, nhưng sự tương phản nó tạo ra với làn da của cô ấy là phi thường. Có vẻ như vòng cổ này được làm cho tác phẩm nghệ thuật đứng trước mặt tôi làm say đắm con người của tôi. Sự mơ mộng của tôi đối với con số tuyệt vời này đã bị cắt ngắn bởi một tiếng gõ lớn trên cửa cho thấy rằng đã đến lúc tôi uống thuốc. Nhẹ nhàng di chuyển đôi mắt của tôi muốn nói lời tạm biệt với Don, nhưng khi ánh mắt của tôi đến ghế trên ban công, cô ấy đã biến mất. Điều duy nhất tôi còn lại là một cái nhìn tuyệt đẹp của biển với những con sóng rơi trên bờ. Tôi từ từ kéo cánh tay phải nhói ra đến các vòng đẩy để cuối cùng bắt đầu một ngày của tôi. Tôi đã phải vật lộn với hội chứng Guillain-Barré trong 10 tháng nay và dần dần tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể tôi bị tê liệt. Đầu tiên chân tôi bắt đầu, sau đó tê liệt tăng dần từng chút một nhưng hy vọng là thứ cuối cùng chết. Tuy nhiên tôi đã nói với bác sĩ rằng thời điểm tôi bị tê liệt hoàn toàn tôi muốn chết. Tôi rất hài lòng với cuộc sống của tôi đã tận dụng tối đa tuổi trẻ của tôi và không lãng phí một giây của nó. Nhiều người cho rằng chỉ có một cuộc sống, nhưng trong thực tế cuộc sống là mỗi ngày, cái chỉ có một là cái chết. Với điều đó, tôi có thể biết thời gian của tôi đang đến, tôi cảm thấy ngứa ran không ngừng ở tất cả các chi vẫn còn hoạt động. Các bánh xe lướt qua các sàn nhẵn của căn phòng về phía phòng tắm, mỗi giây tôi dành trong chuyển động tôi nghe thấy tiếng ồn ào của xương tôi cầu xin tôi để cho họ nghỉ ngơi từ tất cả các nỗ lực này. Theo thời gian tôi đã học được để đánh giá cao cuộc sống, ngay cả khi nó là rất phức tạp đối với một người như tôi, bất động. Tôi không cảm thấy chân, cột sống của tôi cứng, cánh tay tôi nặng và tôi hầu như không thể di chuyển cổ. Tất cả những gì tôi mong muốn tại thời điểm này là có thể đứng lên và tắm một cách yên bình mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì. Không do dự nữa tôi thực hiện nỗ lực cuối cùng của tôi, trượt lốp xe của ghế từ từ trên sàn ngói về phía vòi hoa sen. Sự ngứa ran ở cánh tay phải của tôi không ngừng không thoải mái, nhưng tôi vẫn xoay tay cầm để cảm thấy nước bỏng đánh mặt tôi. Những giọt đầu tiên rơi từ từ trên trán tôi, trượt xuống mặt tôi và rơi xuống các chi còn lại tạo ra một con đường nơi phần còn lại của nước sẽ chảy. Khi tôi nhắm mắt lại, điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là Don với những lọn tóc vàng và đôi mắt ám ảnh, có vẻ như hình tượng của cô ấy được chạm khắc bởi các vị thần. Tôi mất theo